để hôm nay trên khắp mọi nơi của thành phố, khắp các nẻo đường, ngõ phố, những người con họ Dương gặp nhau, dù đó chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng họ thường nói với nhau về câu chuyện của dòng họ và cảm thấy tự hào vì là người con mang trong mình dòng máu của họ Dương.